bến. Hiện tại thì Bích Chi đang chuẩn bị thưởng thức món bún thịt nướng này cho bà Chiểu. Một phần bún thịt nướng của chúng ta sẽ rất là to nha. Bích Chi nhìn thấy ở đây là có rất là nhiều loại topping ăn kèm nè. Chúng ta sẽ có chả giò, thịt nướng nè. Đây là chả kết hợp với lại nhiều loại rau. Ngoài ra thì phần nước chấm của chúng ta sẽ có thêm củ kiệu nè và các loại dưa chua nữa nha. Bây giờ thì Bích Chi sẽ thưởng thức món bún thịt nướng. Mình sẽ ăn cùng với chả giò trước nha. Lớp vỏ bên ngoài giòn nè, phần thịt ở bên trong thì Bích Chi cảm giác là có một ít tiêu nè, thơm mùi của tiêu, thịt bằm. Ăn cùng với bún nha. Phần nước mắm là được nêm khá là vừa ăn rồi, nên là khi mà các bạn ăn vào sẽ thấy là cái sự kết hợp của nó là hài hòa. Ví dụ như bạn thích ăn cay thì có thể thêm một ít ớt nha. Đây là thịt heo quay. Bích Duy sẽ thử miếng thịt nướng này. Thịt nướng nêm nếm vừa ăn nè, có cái độ ngọt, thịt mềm và được nướng trên cái lửa than á, là rất là thơm. Các bạn có biết không, với không gian quán là gợi cảm giác miền Tây và món ăn của chúng ta với giá thành bình dân nhưng mà đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nè. Bởi vì thấy có nhiều loại topping nè, có nhiều rau và nhiều bún nữa, nên là đảm bảo mình sẽ ăn có một bữa trưa no nè và có đầy đủ dinh dưỡng nha. Thank you.